Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay mình sẽ dắt hai đứa con gái của mình đi ra đồng bắt ốc nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này ha. Sao vậy? Sao đi ra quần? À vậy hả? Bắt ốc đi, bắt ốc đi. À, thấy rồi nè. Trời đất ơi, sao tôi không bán lấy ở đây? Lừa ở đây chứ mà đi đâu bán vậy? Tại gì vậy? Đi qua bên kia kìa đi. Không, bắt, bắt hết đi. Bắt hết luôn. Con gì cũng bắt vậy? Sao mày hỏi bắt con to ăn luôn? Rồi, khỏi. Hết luôn. Ốc bắt hết đi, chừa lại làm gì, chừa nuôi nó lần. Đừng có dậm trên lúa nè, qua đây nè, đi bên đây nè Kim Cương. Bà nãy hỏi dậm đại đây. Kìa đi lại đằng góc mẹ kìa, cái chỗ đó, cái mảnh đất trống đó, đó mà đi bắt đại đi, bắt hết luôn. Đi tới này, tới nè, đi lại chỗ đất trống đây nè. Quá trời luôn hả Tường Vy? Trời ơi, dậm lên lúa không à? Bà nội hỏi là dậm lên lúa lại không ơi? Ừ vậy hả? Ừ ai biết, dậm dậm đi, hồ bà nội... Đây các bạn nè, nhìn thấy nè. Ruộng mùa này nó sập như vậy nè các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn. Để vô. Đây này cha. Ừ, rồi. Qua đây nè. Cầm cái xô qua. Thấy ốc kia chân lừ nè, thấy không? Wow, ốc nè. Lừ khử đây chân nè, nè.
Nè. Lụm vô luôn. Lụm đây nè, kim cương bên đây nè, bên đây lửa đây nè. Tớ chi hai á. Kim cương nó đi không à, đi trang như mẹ nó vậy đó. Mẹ nó đi không à. Ốc lự với giò kìa. Còn nó kìa Tường Vy. Đây nè. Ừ. Quá trời luôn nè. Bên đây này Tường Vy. Gốc, gốc đó đó Tường Vy. Đâu rồi, nãy giờ hai chị em bắt được đâu rồi, đưa cho quay rồi. Nhiều chưa? Dạ đây ạ. Trời, được như đây đó hả? Đúng rồi, mẹ bắt được bao nhiêu? Cho quay mẹ đây. Rồi. Ừ. Rồi. Đi nước rồi. Hai con ngồi xuống. Em thấy rồi nè. Xong rồi đó. Rồi ok, thấy chưa? Mẹ nó đem mình chi không? Ừ, ok. Đang kêu đổ xô của mẹ kìa.
Còn hết đi. Trời ơi, mẹ nó đi thì bán quan nãy giờ có mấy con ốc ha nãy giờ. Trời ơi, bắt ốc nhỏ rồi làm gì? Bắt hết luôn, về đập cho gà ăn. Ủa thúi gì về đập hết trơn đi. Con đầu bự gì vậy, khoai xả nào nhỏ đập cho gà. Không có thời gian lựa, đập cho gà ăn hết. Nè đang lấy lư nè con. Để đây nè. Ok. Vòng lại bà nội nè. Thì đi lại đắng bắt, họ đi lại đây. Đi tới đi lui vậy đó. Đi trên lúa không à? À thua. Rồi hả? Ừ,
quá giỏi luôn. Quăng cái thùng, quăng cái thùng này nè. Ờ, thùng nào cũng được. Không cho mày đầy đâu. Ha ha, mày sẽ trộm con cua của mày chở không? Ê, cái gì đó, bé bắt cua. Cua nó kẹp đứt tay luôn á. Cua gần tiếng nó kẹp đau lắm nha. Cầm cái xô theo, tự nhiên đi lần lúc lần kia là chạy lại mệt vậy. Ừ, cầm cái xô theo. Con kiếm tiền đó nha. Ủa cha cha. Kiếm tiền đâu? Mình bắt ở đây rồi, mình bắt ở đâu nữa cha? Bắt ở đây còn không hết nữa là bắt ở đâu? Bắt hết cái ruộng này. Bắt hết cái ruộng này đi đi về. Con nước trong chi vậy trời ăn. Ốc không lo bắt. Mẹ nó không hiểu. Ơi ơi trời. Hiểu dữ lâu. Không hiểu thì nó không hiểu. Cầm cái xô theo, đổ nước ra, cầm xô theo. Đi theo đít bà nội bắt ốc kìa. Đạp lúa nữa, đạp lúa nữa. Lại bắt với em rồi Tường Vy. Nó kiếm chuyện mà nó chơi đó chứ nó là ướt. Ngồi lạnh á. Lượm ốc đi, lượm ốc đi. Bà nội cắt rồi.
Vậy đưa lên cho chị Thu chứ thấy. Đúng chị nè. Có cơn gì thế nè. Của mày chắc lúa khô luôn rồi, vậy vậy sao bán tiêu hả? Rồi ba lúa để đại tới nay canh chưa, ba lúa cắt hổm á chưa, lộ lộ mấy kiểu này rồi trong canh đủ 200 bao vô ấy đó, cắt hổm rẻ có nhiêu có 3 ngày rồi. Có nắng đâu cắt. Ủa cắt sáng vậy có lủng nữa hả bà? Gì? Cắm xô theo, cắm xô theo Tường Vi. Đất đất này cứng mà. Tường Vi nó ướt nó hết cái đất luôn rồi. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tất hả? Tụt xuống không đau giò. Dơ kìa mày nha. Sợ dơ nữa. Đâu bự dữ vậy ta, ai bắt vậy? Con bắt kìa. Giỏi dữ vậy ta. Con bắt bự không em, con sợ vậy hả? Ừ. Quá bự luôn, con bự cần hơn cái đầu con nữa. Sợ bự gì hơn cái đầu luôn hả? Dạ, con bự thêm nữa là con bắt không nổi luôn ấy. Ừ. Bự hơn cái lòng bàn tay. Rồi con cao su đi, quá giỏi. Ông á đứng xa xa ra đi. Tới đó vòng trở lại đây nè. Ông đang cây cục điện đó đó. Ông đang xuất hiện. Nè con đây nè, con đi trở lại đây đi, đừng đi theo mẹ. Nhưng hồi cho ông đánh mặt mẹ luôn.
lối xô nổi không? Hai cho em lối xô đi. Làm gì Kim Cương? Khá là nhiều rồi nè. Rồi cắt lúa luôn, cắt lúa luôn. Thôi. Cưỡi chi con? Cưỡi đâu vợ? Ốc nãy giờ cũng lâu rồi nha các bạn. Giờ mình dắt hai đứa con gái của mình về. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.